Rồi, kính chào quý vị và các bạn thân mến, thì hôm nay mình lại tiếp tục làm clip đó, chia sẻ cho anh em nha. Cái này là chia sẻ cho anh em thợ, là nhiều đa số anh em thợ là mua hàng bên mình là nhiều nhất nha. Đó, chia sẻ cho anh em thợ chưa có gia chạm với xe độ, cũng như là muốn làm xe độ cho khách này kia mà chưa có gia chạm xe độ, thì nhiều anh em cũng có bình luận và nhắn tin cho mình á, là anh là hướng dẫn chia sẻ cách mà để về thử cái đầu đó, cái đầu sum này á, xúc bắp 24, 28 này á như thế nào đó khi gáp. Tại vì á, cây cốt cam ở bên mình á, dành cho cái đầu sum này mình đi cốt cam cao lắm nha anh em, còn cây cốt cam 6 ly rưỡi trở lại thì không có làm gì luôn nghe anh em. Nếu mà mình bán cho anh em mà anh em yêu cầu mình á, là lấy cam 6 ly rưỡi thì 6 ly rưỡi về á, là chỉ gáp thôi nghe anh em, chứ không có kiểm tra khỏi làm gì trơn nghe anh em. Tại vì 6 ly rưỡi vô á, là vừa luôn, nó không có mà đụng vấn đề này kia ở trong cái đồ bò ha. Còn cam này á, mình đi theo cái đầu bò cho anh em, bài 54 cái cam là mình đi nó hơi cao nghe anh em, cao hơn 6 ly rưỡi nha. Đó, nên là mình sẽ chia sẻ cho những anh em thợ về khi gáp mà chiếc xe cho anh em chơi xe, hoặc anh em gáp cho khách như thế nào cho cái đầu này ha. Tại vì cái đầu này anh em gáp là phải là canh này kia rồi mới gáp vô cái máy được nghe anh em, chứ anh em mà cứ lùa hết như cái đầu bò bình thường gáp vô máy á, là khi mà đụng này kia anh em ra là anh em bị giọt te tô luôn nghe anh em. Rồi mình sẽ chia sẻ cho anh em nha. Đó, mình sẽ làm hiện thực luôn nha, vừa làm vừa chia sẻ cho anh em về cái đầu bò này nha. Đó thì khi anh em á mua về hơi ho anh em ơi, bệnh á, ho lâu á, không hết, quá trời lâu luôn mà không hết ho nổi, thì á anh em mua đầu lòng á, thì ở bên mình á, mình sẽ móc bê tông này á ra rộng cho nó bằng với cây xúc bắp. Đó, cây xúc bắp của cái đầu sum này 24, mắt trên 24, 28, mắt trên và mắt dưới. Đó, nhiều khi á đi cái khúc cam này nó hơi cao. Đó, nên là nhiều khi á là về á khúc cam hơi cao, nó đẩy hơi sâu thì xúc bắp nó xuống hơi sâu, thì có thể nó bị liếm nhẹ con mắt bê tông. Thì cái này á thì anh em lấy cái cây súng mà trà vỏ xe tay ga, nói vậy nhiều anh em thợ biết rồi, giá vỏ xe tay ga, cái súng đó thì mấy anh em á là cứ để cái lòng ở trên cái chiếc xe á. Còn mấy là lúc thử á là anh em thử ở trên á, xong rồi anh em lấy cái bê tông ra ngoài, hoặc là để ở trên cũng được, rồi anh em cây canh ngay tăng á cho trái bê tông nó lòi ra khỏi mặt lòng thì lấy cái súng đó thì mấy anh em đút vô để anh em bấm trà tí xíu đó. Thường á nhiều khi nó liếm nhẹ nghe anh em, tại đi cúc cam cao quá đó. Còn con cúc cam 6 ly rưỡi này kia thì nhiều khi nó không có đụng nha, tại cúc cam này hơi cao, nó liếm nhẹ cái đầu này nè, nhiều khi nó bị liếm nhẹ, nhiều khi ở đây mình gáp còn bị nó, chứ đừng nói anh em. Tuy là dặn ở bên mấy anh em thợ tiện á là canh chuẩn này kia, nhưng mà về gáp nhiều khi nó vẫn bị liếm nhẹ nghe anh em, bị liếm nhẹ một chút, tại xúc bắp bự dữ lắm nha. Đó, nên là liếm nhẹ mắt tí xíu thì anh em lấy cái máy trà vỏ, giá vỏ của xe tay ga này kia đó, thì anh em trà nhẹ vô một tí cho mình thì nó sẽ ok nha. Đó, nhiều anh em thợ biết rồi, cái vấn đề này chia sẻ cho anh em thợ, chứ những anh em bình thường tập chơi xe là nhiều khi gấp đồ độ không có được, nên là clip này không có chia sẻ cho những bạn mà đang chơi xe nha. Đó, mấy bạn đang chơi xe mà tập làm xe nhiều khi không có đồ nghề đầy đủ nha, cái này chia sẻ cho thợ. Rồi cũng như á, ở đây mình bán cho anh em á, thì mình sẽ mài cái lưng cò này hết cho anh em. Đó, một hồi mình sẽ mài cho anh em xem luôn nha. Hồi mình sẽ mài lưng cò, và ở đây một tí xíu đó, lưng trên và lưng dưới này. Lưng dưới này sợ nó đụng gói cam, tại cốt cam cao lắm nghe anh em, đụng gói cam. Rồi ở đây á thì nó sẽ nhiều khi nó đụng cái chén này. Đó, nhiều khi nó đụng cái chén móng này, đụng ở đây. Đó, nhiều khi như vậy, tại cốt cam của mình nó hơi cao. Đó ha. Rồi thứ ba nữa là khi mà về thì luôn lúc nào anh em cũng lấy cái chén này nè, cái chén móng này á thì ở trong xi gin anh em đem qua nha, anh em đem qua trong xi gin kia, bên cái đầu bò gin có anh em á, đem qua bên đây. Thì đem qua bên đây á thì lúc á mà như thế này, mình gáp cái lò xo vô như thế này, thì luôn lúc nào mình cũng lấy cái kìm mỏ nhọn á, mình đút cái cam bên đây nè. Đó, mình đút vô hai cái lỗ của cái cam nào, mình thử mình quay coi nó có thốn hay không. Tại cốt cam 6 ly rưỡi sẽ không bị thốn, nhưng cốt cam cao hơn 6 ly rưỡi trở lên, từ 7 ly trở lên đó là nó sẽ thốn nha. 7 ly rưỡi rồi 7 ly 8 rồi nó sẽ bị thốn. Đó, thốn cái chén móng này thì mình gáp gì nè, thì khi xúc bắp mà nó ấn sâu xuống á, thì chỉ có cái ở bên cây hút thường gọi là cây xăng đó, thì nó chỉ đụng ở bên cây xăng thôi, còn cây lửa là cây xả là không bao giờ đụng nghe anh em. Tại cây xả không bao giờ đụng lưng này kia ha, nên là vấn đề cái chén móng này mình sẽ chia sẻ cho anh em. Anh đây thì anh em sẽ lấy cái chén ở trong cái chiếc xe,
của cái đầu bò kia, một cái chéo một, anh em mài lại cái này cho mình. Xong mày lên khoảng tí được rồi đó, mình thử mà mày xe độ làm cực là cái vụ mà thử này kia ở ngoài trước mấy gáp vô nè, cực là cực cái khúc đó thôi đó, trước khi lên xe rồi nó sẽ máy sẽ ok mạnh đó. Rồi anh em mày cái đang khúc khỏi mày cái mà móng xúc bắp khỏi mày nha anh em, tại vì cái chén này nó hơi cao nên anh em là chỉ mày cái chén này cho mình, cái chén móng này mày khúc dưới đây, hiện hồi mình sẽ thực hành cho anh em xem luôn, mày dưới đây tí xíu. Rồi cái chén mài này á thì anh em gáp ở bên cây xăng, thường gọi là cây hút ha, gáp phía trên. Còn cái chén móng ở bên mà cây lửa, cây xả thì anh em khỏi mài nha, nó không có đụng, không có vấn đề gì hết trơn á. Đó. Rồi ok, thì cứ mài một cái chén nào mài thì cứ bỏ bên cây hút thường gọi là cây xăng. Rồi bây giờ mình sẽ ra thực hành cho anh em xem. Thì mình lấy ở đây một con cò này kia làm cho anh em xem. Đó, nhưng mà khi gửi cho anh em, bán cho anh em thì có dĩa cam, rồi có cặp cò đàng hoàng luôn nha anh em. Đó, cặp cò đàng hoàng. Thì tất cả hai cặp cò mình đều mài hết. Tuy ở cây xả khỏi cần mài nhưng mình sẽ mài hết cho anh em cho chắc cú cho ăn ha. Rồi bây giờ mình ra mình thực hành cho anh em xem nó như thế nào. Tại nhiều anh em mà hỏi anh thực hành làm như thế nào. Rồi ok, ra mài cho anh em xem nha. Mình có cái máy cắt cầm tay với cái máy bàn đó. Nhưng mà thường thường thì cặp cò là mình sẽ mài cho anh em trước rồi. Thì bây giờ anh em xem tham khảo thôi. Nếu mà về nó có bị liếm chút xíu á thì anh em sẽ mài lại cho mình. Nhưng mà chắc ăn là 99% nó sẽ không bị liếm nha anh em. Nó liếm cái gói cam vô đây, không bị liếm nha. Đó. Còn cái móng chén á, thì chắc ăn là anh em phải lấy móng chén theo xe kia anh em mài rồi. Nên là mình chia sẻ cho anh em trước ha. Thì trước tiên chia sẻ cho anh em á là mình sẽ mài cái lưng cò này kia cho anh em xem như thế nào ha. Rồi ok. Rồi mày nha, bắt đầu mình mài cho anh em xem thực hành ra đây để mình làm như thế nào nha anh em. Cũng cực lắm á, chứ mà chơi đâu, xài đồ lớn đồ độ là thợ phải biết gáp này kia á, chứ không có gia chạm xe độ nhiều á thì gáp nó hơi khó khăn, không biết gáp luôn nữa. Nó lu bu nhiều chuyện á, không phải là không biết gáp mà nó bị giật á anh em, te tua. Còn như mình làm quen mình biết như thế nào rồi, mình làm nó rất là ok ha. Rồi nhiều anh em xem clip cũng không có hiểu á, sẽ bình luận á, trời ơi lỡ người ta không có máy mài này kia sao làm. Trời ơi, thợ nào cũng có cho nha. Mở tiệm sửa xe mà không có mấy cái này á, là không phải thợ nha. Nói thẳng luôn. Rồi giờ mình sẽ mài cho các bạn xem như thế nào ha. Trước tiên là mình mài cái lưng cò này cho các bạn xem nha. Mài cái này trước. Mài lưng ở bên ốc chỉnh cò trước. Đừng cho nó đụng chén xúc bắp. Nè anh em thấy không, mình mài sơ sơ như vậy á là nó sẽ không có đụng cái chén móng nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ mài cái lưng ở đây. Thường thường cái lưng ở đây mình sẽ mài bằng cái máy mài cầm tay đó, nhưng mà mình sẽ đo lên chảnh coi á, mài được không. Mài được mình sẽ mài trên đó, không được mình sẽ mài cái bằng cái máy cầm tay nha anh em. Đó, trước khi làm cái gì mình cũng phải thử trước hả, mở máy lên đó. Rồi ok, cái này liếc được nè, này liếc được đó, nên là sẽ mở lên mài luôn nha anh em. Đây mình mài xong rồi nè anh em. Luôn lúc nào mài cái tay cũng phải cho chuẩn. Đó, trước mình phải thử trước hả, mở máy lên xem á là cái đá mài của mình á nó có vừa dưới chỗ này để mình mài hay không. Nếu không vừa bắt buộc phải xài dùng máy cầm tay. Nếu mà anh em á mà cố tình mà không thử này kia, anh em cố tình mài cái đá mài đó ở trên cái máy đó thì nó sẽ phạm vô cái này. Vô cái mặt ở trên đây thì sao? Thì đút vô cây cốt cam sẽ bị xước mòn cốt cam. Đó, mặt này luôn lúc nào cũng phải láng bóng, tại vì nó là một lớp mạ nha anh em. Như anh em thấy nè, thấy không, nó là một lớp mạ ha. Đó, mài sao á là không cho nó đụng lên đây đó. Nhiều khi cái đá mài bự á, anh em ẩu á, anh em bấm lên đại anh em đút vô làm cái ghè cái là đi á trên đây, coi như là cặp cò bỏ luôn, là bỏ cái con cò này luôn đó. Mình phải thử trước giống mình như hồi nãy ở ngoài, đút vô coi nó vừa hay không. Nếu không vừa là mình sẽ mài bằng cái máy cầm tay
đó. Cái này là mình mài xong rồi nè, cái này nó vừa ha anh em. Đó, mài lưng như thế này là nó sẽ không có bị đụng cái gói cam nha. Đó, ở trên cây xăng là ở trên cây hút là anh em sẽ mài nhiều. Đó, nhiều khi mài cái đó không được phải không, thì mình sẽ dùng cái này, mình để cầm cứng tay ở dưới á, mình để cái gì thì cái tay mình sẽ đút vô đây thì mình liếc tới, liếc nào mà ok thôi, để mình liếc thử cho anh em xem á, thực hành luôn ha cho nó ok. Đó, để nhiều anh em bình luận là anh làm thử cho mấy anh em xem đi, để mấy anh lên hướng dẫn, nhưng mà nhiều thợ người ta biết, người ta nghe lý thuyết là người ta đã biết rồi, tại anh em cùng nghề làm người ta biết rồi. Bây giờ đá mài đó không được phải không, nếu mà ví dụ như là không được, bây giờ mài bằng máy cầm tay nè. Cái máy mình thì cái nút này nó không có còn ấy nữa, nên là mình sẽ vịnh nó luôn nghe anh em. Đó, bây giờ cầm còn gì thì luôn, lúc nào cũng phải có cái hố nước kế bên, bên để khi mà mình hơi nóng á là mình sẽ ấy vô cho nó nguội lại. Còn cái này mình làm ví dụ cho anh em xem thôi đó, nên là mình không cần nha. Đây, đơn giản gì thôi, đâu có vấn đề gì đâu, đúng không? Mấy cái máy này thì rất nguy hiểm nè, anh em làm thì cũng canh trước như thế nào đó, khi mà mở máy á là phải canh vô, đút con cò vô coi cái lưng như thế nào, và con mắt phải nhìn cho kỹ ha. Cái tay mình phải đều đặn, mình vuốt lên vuốt xuống, vuốt lên vuốt xuống ha, chứ anh em đè vô luôn rồi coi chừng á, nó gãy cái lưỡi đó, nguy hiểm lắm nha anh em. Đó, vậy là xong rồi, là xong về cái phần con cò này ha. Ok, mài lưng trên nhẹ, lưng dưới nhẹ. Rồi bây giờ tới cái dán móng nè, cái dán móng cũng phải có nước kế bên nha. Ví dụ như vậy, cái này mình làm cho anh em xem thôi. Rồi, cái chén này anh em sẽ mài cho nó đứt, nó sâu vô một tí thôi, một tí thôi ha, không cần nhiều. Tại mài cái chén này thì mình sẽ sử dụng cái này, chứ mình không có sử dụng cái kia được, cái kia nó không có đều nghe anh em. Tại vì sao không đều? Tại vì cái máy đó là mình xài quá trời nhiều, nó bị lúng vô nghe anh em. Nên khi mà đút vô là không vừa. Cái này mài á, thì anh em sẽ cầm kỹ, kỹ và chắc nha. Đó, nhiều anh em la sao mà không có lấy kìm bấm này kia, bấm mài cho nó ok. Ừ, ok cũng được. Anh em bấm ở đây á, anh em bấm đây cho nó cứng ok, anh em đút lần sau mà cho nó đều, mài sao mà cho nó đều dưới đây là được. Còn mình làm á, mình làm quen rồi, mình không có cần cây kìm bấm nó nghe anh em. Đó, nên là mình cứ cầm gì quất, bỏ cái ấy nước kế bên để khi nào mà hơi nóng thì mình chấm 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 vô ha. Đó, vậy thôi nè, cầm chắc là quất thôi. Đó anh em thấy không, mài cái này cho nó lên tí xíu đó, tí khoảng khoảng 5 gem nhẹ vậy đó, khoảng 5 gem nha, khoảng 5 gem thì anh em là đem đi lên chỗ cái lò xo, lò xo bên cây hút nha, cây hút cây xăng. Cái chén mài là chỉ để bên cây xăng thôi, còn cái chén không mài thì để bên cây lửa ha, cây lửa có nghĩa là cây xả, là nó không có đụng nha, cây xả là nó không có đụng, nó chỉ đụng ở trên cây xăng thôi. Tại vì khi mà mình chạy á, cái cú cam quán tính nó quay lại trước gì nè, nó sẽ ấn xuống đó, nên là nó sẽ bị đụng nha. Còn cái xả thì nó không có đụng, thì cứ mài như vậy thôi, bằng khoảng 5 gem nha, 5 gem là ok. Còn cái móng xước bắp thì anh em khỏi mài, vậy thôi. Đó, đơn giản vậy á, thấy không? Rồi mình cứ mài vậy, mình vô mình thử, nếu mà còn thốn á, thốn có nghĩa là sao, tuy lò xo cái cốt cam là lò xo độ, nhưng nó sẽ có một cái độ nhất định để cây cốt cam nó qua. Cây cốt cam mà nó nhẹ, anh em lấy cái kìm kìm ở nhọn, anh em đút vô hai cái lỗ của ngóc cốt cam á, anh em xay qua là làm cái tặc cái qua luôn nha. Nó qua luôn là mới ok. Nó mình cứ quay cốt cam mà làm tặc qua luôn hai gói. Nó là ok. Còn khi mình đút cái kìm nó ra qua mà mình quay á, khi gắp móng chén sức bắp này kia vô rồi, cốt cam rồi á, mình quay ra qua mà tự nhiên cái sức bắp nó đi lên tới tới đỉnh của cây cây cò. Nó lên tới đây. Nó lên tới đây mà tự nhiên nó đứng nó nặng, mà mình cố gắng mình ấy nó mới qua, cố gắng mình đè mạnh cây kìm đó nó mới qua, là cái đó không được, mình phải làm nhẹ mới được. Khi làm nhẹ rồi mình mài cái này đút vô, mình thử ở ngoài á, đút vô quay cốt cam đi ngang đây, nó làm cái tặc cái là ok, cái tặc nhẹ, cái tặc cái là qua luôn đó, nó trơn nó qua luôn chứ nó không có còn đứng mãi nữa. Đứng như vậy là sao, nó sẽ bị mòn cối cam và nó sẽ bị mòn cái mặt của cây cò này. Đó, tại vì nó qua không có nổi, nó bị thốn rồi, nó bị thốn cái chén ở dưới đây, cái chén dưới đây nó đã bị đụng vô xuống chân gích rồi. Đó, đụng xuống chân gích rồi á, là nó bị sẽ bị thốn ở trên đây. Mà anh em cố tình để như vậy á là nó sẽ bị kêu, thứ nhất là bị kêu, thứ hai là sẽ bị mòn. Anh em vừa nổ máy qua nẹt hai ba cái là đi liền. Đó, đi cây cốt cam và cặp cò liền. Đó, bởi vì cái chén móng này á, rất là quan trọng.
nó bị cao quá là nó sẽ bị đụng xuống chân gích ha. Rồi xong, chia sẻ cho anh em về cái việc cái đầu sum này làm như thế nào ha. Rồi ok, cái đó thì ở tiệm mình vẫn làm cho anh em vẫn thử như vậy, thử ở ngoài trước rồi mới lên đồ bò nghe anh em. Đó, nó mong anh em là về là cứ làm theo hướng dẫn của mình là ok. Đó, còn anh em nào về lùa đại thì vấn đề công sức bắp này kia mòn cam cò thì mình sẽ không chịu trách nhiệm. Tại vì mình làm clip là nói thẳng luôn là mình có tâm dữ lắm luôn rồi, chứ anh em kiếm không bao giờ đâu. Trên YouTube anh em kiếm ai mà hướng dẫn cho anh em đầy đủ như vậy không bao giờ có. Đó, mình nói chuyện hơi nhiều là vì sao? Vì mình muốn chi tiết từng chi tiết cho anh em ok, nhiều anh em không hiểu. Đó, từng chi tiết cho anh em thấy ok không? Đó, từ A đến Z cho anh em. Đó, anh em kiếm hết trơn trên YouTube thử rồi có ai chỉ về vấn đề như thế này không? Không bao giờ có. Rồi ok, chia sẻ cho anh em vậy. Mai mốt anh em có mua cái đầu bò ở bên mình hoặc là đầu lòng 54 mà đi có gói cam cao nó hơn 6 ly. Bên mình là chắc ăn là phải hơn 6 ly rồi đó, hơn 7 ly hoặc là 7 ly, ví dụ như vậy. Tùy theo cái cấu hình anh em với cái cách anh em chạy xe như thế nào khi mua đầu bò mình sẽ hỏi anh em nữa. Đó, như thế. Rồi, chúc anh em gấp thành công nha. Tạm biệt anh em. Anh em muốn mua hàng hay vấn đề gì về xe liên hệ trong fanpage dưới phần mô tả video này, hoặc là cái từ đầu mình sẽ để địa chỉ đó. Anh em nhấn vào Google Maps, nhấn vào đó rồi anh em liên hệ với mình nha. Rồi ok, tạm biệt anh em nha.